Tôi nghĩ rằng là tuổi nào thì cũng cần phải làm đẹp. Còn già đi không nghĩa rằng là chúng ta dừng làm đẹp. Làm đẹp nghĩa là tôn trọng chính bản thân mình và những người xung quanh. Về hưu không có nghĩa là dừng lại mà là bước sang một thời kỳ mới và cần phải